3 cân. Sau đấy là cái mỡ máu là anh ấy xuống giảm mức bình thường, nhưng đợt vừa rồi là đi kiểm tra là tất cả về chỉ số bình thường luôn. Nó giảm, nó giảm cái độc tố đấy. Mà uống rượu một ngày 3 bữa không kiêng ăn. Kiểu anh lái xe anh làm lao động nặng đấy, anh ấy không có kiêng ăn gì cả. Thế cho nên là em chỉ cần là mình cái mục đích của mình là thanh lọc thôi. Nhưng không nghĩ là cũng giảm được cân. Xong rồi tất cả các chỉ số lại về bình thường, mới không vừa rồi đi kiểm tra ấy. Tuyệt vời mà ăn uống vẫn bình thường luôn. Thế bây giờ là giảm từ 85 cân là bây giờ còn 80 cân. Đấy, thế nhưng mà cũng cứ giữ ở cái mức đấy, cứ giữ ở cái mức đấy thì anh ấy ăn uống anh cũng không kiêng khem đấy. Quan trọng là cái sức khỏe. Cái mỡ máu và cái men gan là bây giờ bởi vì anh ấy có một cái u máu ở trong gan. Đấy. Anh có một cái u máu ở trong gan thì em bị sợ là anh uống nhiều rượu thì cái men gan nó sẽ tăng cao, cái u máu nó sẽ vỡ. Thì ví dụ như là anh đi xe trên đường như này này thì sợ là nó vỡ ra thì mình có thể mình không xử lý kịp. Thế nên em mua về để trước mắt là sử dụng để bảo vệ bản thân mình đã. Nhưng mà anh ấy uống là tất cả đều là chỉ số bình thường luôn, không một vấn đề gì. Đấy. Dầu thông đỏ hay là uống uống là phần tây green tea đấy ạ. Đầu tiên là chỉ có phần tây thôi. Và hiện tại bây giờ là anh ấy uống kết hợp cả tinh dầu thông đỏ đấy, green health đấy, thì là uống được hết 3 hộp rồi. Uống hết 3 hộp mà green health tinh dầu thông đỏ xong một linh rồi là tất cả mới cái ngày em không nhớ, tức là cái tầm mùng 1 âm đấy, cuối tháng ấy là đi kiểm tra. Em chỉ nhớ cái hôm ấy lịch âm. Đấy là đi kiểm tra tất cả các chỉ số mất máu về bình thường. Đẹp đấy, mất máu cũng không vấn đề gì.